Đều đặn mỗi ngày, trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Cao Lãnh 1 sẽ dành 5 đến 10 phút để lắp đặt thiết bị kết nối. Toàn bộ bài giảng của giáo viên sẽ được truyền hình trực tiếp đến phòng học ảo đã được thiết lập. Học sinh không thể đến trường vẫn có thể đến lớp thông qua những lớp học từ xa. Đây là mô hình lớp học 2 trong 1 đang được áp dụng ở tất cả các môn học. Dạy học 2 trong 1 là một cái hình thức dạy học mới, cần thiết và nó đem lại hiệu quả thiết thực trong cái giai đoạn tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay. Cái yếu tố quan trọng góp nên hiệu quả của cái lớp học 2 trong 1 theo tôi đó là phương pháp của giáo viên. Phương pháp của giáo viên phải là linh hoạt, tích cực như thế nào để cả đối tượng trực tiếp và trực tuyến đều có thể nắm vững nội dung bài học. Không chỉ chủ động trong kế hoạch dạy và học, ở những lớp học 2 trong 1, học sinh không thể trực tiếp đến trường vẫn cảm nhận được không khí tại lớp học, giảm bớt sự nhàm chán như học online trước đây. Dù được xem là phương pháp dạy học thích ứng, tuy nhiên để triển khai hiệu quả mô hình lớp học này, buộc giáo viên phải thiết kế giáo án giảng dạy linh hoạt, vừa đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức, vừa tương tác với học sinh tại lớp và từ xa. Trường đã tập trung đầu tư nâng cấp cái đường truyền, rồi bổ sung các trang thiết bị với chất lượng tốt nhất để đảm bảo cho cái việc dạy trực tuyến nó được thông suốt cho giáo viên. Thiết kế lại giáo án khác với cái giáo án truyền thống, tức là không cần phải thực hiện đầy đủ các cái bước lên lớp mà phải quan tâm đến cái đối tượng học sinh đang học trực tuyến tại nhà. Do đó cái việc thiết kế cái giáo án đó là phải đảm bảo cái kiến thức nó trọng tâm, rồi là tạo những cái hiệu ứng nó sinh động để các em mà ở nhà học trực tuyến đó, có thể là dễ dàng theo dõi, nắm bắt kiến thức. Dạy và học trong tình huống liên tục chuyển trạng thái sẽ có những khó khăn, nhưng cũng là cơ hội để các trường áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực, sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi do dịch bệnh gây ra. Không chỉ là phép thử để dạy và học tốt hơn mà mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả. Đây được xem là một trong các cái giải pháp để góp phần thực hiện được cái mục tiêu vừa đảm bảo an toàn và vừa thực hiện cái chương trình mục tiêu giáo dục, chất lượng giáo dục của năm học. Với cái diễn biến dịch như hiện nay thì cũng sẽ khó tránh khỏi là cái việc giáo viên và học sinh có khả năng sẽ bị nhiễm bệnh. Và như vậy thì cái mô hình dạy học vừa kết hợp trực tiếp và vừa trực tuyến của chúng ta là vẫn còn có cái hiệu quả trong cái thời gian sắp tới. Sở Dục Đào tạo cũng có khuyến khích các đơn vị là phát huy và cái mô hình dạy học này. Với diễn biến khó lường của dịch bệnh và số F0 có xu hướng tăng dần thì linh hoạt trong cách thích ứng dạy và học là điều cần thiết. Việc này giúp cho ngành giáo dục chủ động xử lý tình huống nếu dịch bệnh có diễn biến phức tạp.